không khí đầu năm mới 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12 rất phấn khởi với những thành quả phát triển kinh tế, văn hóa xã hội đạt được trong năm 2017. Kính thưa quý vị đại biểu, nhiều năm qua, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động vì người nghèo quận 12 đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của các tổ chức chính trị xã hội, cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ sở tôn giáo, tổ chức cá nhân hảo tâm trong và ngoài quận trong công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng thẻ bảo hiểm y tế, cấp học bổng, v.v. Sau thời gian chuẩn bị, hôm nay Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động vì người nghèo của quận 12 phối hợp với Ban Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật chủ đề Nghĩa tình An Phú Đông lần thứ 3 để vận động quỹ vì người nghèo quận 12 và được phát sóng trực tiếp trên kênh HTV1. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Vận động vì người nghèo quận 12 xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các sở ngành, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc quận phường, các cơ quan thông tin báo chí đã quan tâm phối hợp tuyên truyền, đồng hành cùng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận trong suốt thời gian qua. Chúc chương trình Nghĩa tình An Phú Đông lần thứ 3 của quận 12 chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn.